Chào các bạn sinh viên đang theo học cái môn thiết kế ảnh với Photoshop theo phương pháp học là Blended Learning. Như vậy các bạn đã hiểu về cái Blended là như thế nào chưa ạ? Chúng ta sẽ xem thử là cái chữ Blended này theo nghĩa tiếng Anh nó là gì nhé. Các bạn nghĩ là tôi nghĩ là các bạn đều hiểu hết cái từ tiếng Anh này rồi, nhưng mà các bạn thấy không, blended là trộn lẫn. Khó hiểu quá. Thực ra trộn lẫn là gì? Tức là nó sẽ cho chúng ta học tập kết hợp, đúng không? Nếu mà chúng ta có blended thôi thì chúng ta không hiểu, nhưng mà có blended training thì chúng ta hiểu nó là một cái học tập tổng hợp. Rõ hơn không? Cũng không, chúng ta cũng chưa rõ lắm học tập tổng hợp là gì. Như vậy thì thầy sẽ trao đổi thêm với các bạn về cái phương pháp học của cái môn học này như thế nào là hiệu quả nhất. Như vậy hôm trước chúng ta trình bày là với môn học này bình thường là chúng ta dạy trong vòng 90 giờ, nhưng mà với chúng ta thì có khoảng cỡ 36 giờ, trong đó có 2 buổi là hết 4 giờ. Lấy được, ta đã bảo vệ cái assignment rồi. Như vậy thì còn có 32 giờ thôi. 32 giờ mà sẽ làm việc hết cái kiến thức của khoảng cỡ 90 giờ, các bạn thấy thế nào? Ồ, 1 phần 3 mà chúng ta phải hoàn thành một cái khối lượng 90. Ồ, như vậy có quá sức với các bạn không? Tôi nghĩ là không. Với cái cách học bình thường của chúng ta là 90 giờ, tức là thầy giảng, trò nghe, trò làm lại, và nó sẽ bị đóng gói cái kiến thức, làm cho sinh viên không có tự phát huy được cái khả năng học tập của mình. Như vậy với cái phương pháp Blended Learning của trường chúng ta thì tôi hy vọng là nó sẽ phát huy hết cái tính năng sáng tạo của các bạn. Vậy sáng tạo bằng cách nào? Với kiến thức các bạn chưa có thì nhà trường đã xây dựng một cái hệ thống học liệu, tức là học online. Như vậy các bạn vào đây, các bạn sẽ có tất cả là 7 bài học online. Như vậy nhiệm vụ của các bạn bây giờ là sẽ tự học ở nhà trước, rồi sau đấy làm những cái bài mà liên quan đến cái phần online của chúng ta, làm lại theo cái mẫu mà trên cái hệ thống đã upload sẵn cho các bạn. Rồi sau đấy thầy đã tạo cho các bạn một cái kênh để các bạn nộp bài, cái kênh để các bạn nộp bài ở đây. Trước đây thì chưa có, bây giờ thầy đã tạo thêm một cái kênh là nộp bài học online. Đó, thì mỗi buổi số chẵn, tức là buổi thứ hai, buổi thứ tư, buổi thứ sáu thì các bạn sẽ xem và làm cái bài theo cái hướng dẫn của video và nộp vào cái mục này. Ví dụ như là thầy tạo một cái bài tập online 1 và thầy thiết lập nó còn khoảng cỡ 19 giờ 9 phút, tức là đến khoảng cỡ 10 giờ 30 sáng ngày mai. Đấy, như vậy các bạn sẽ xem và cái khả năng tự học của mình như thế nào dựa trên cái hướng dẫn của cái video mà trên hệ thống đã có. Và một cái nữa là sau khi mà các bạn xem cái đoạn video ở đây. Chào các bạn. Mình là Nguyễn Mạnh Hưng. Mình được ban phát triển những cái phần phần này thì nó sẽ được, chúng ta có thể chụp luôn, chúng ta có vẽ ra vị trí này đi, sau đó chúng ta vị trí nào là chúng ta thấy viết âm bản này, cái này nó hơi mất tỷ lệ, tôi nghĩ là một người đẹp nhất. Okay. Rồi sau khi các bạn đã xem xong cái đoạn video mà online đã cập nhật thì các bạn nhấn nét giùm thầy. Như vậy ở đây sẽ cho một cái dạng bài tập trắc nghiệm để xem thử các bạn đã nắm bắt được các cái nội dung mà chúng ta đã học ở cái bài online mà chúng ta vừa xem. Như vậy trong này các bạn thấy là công cụ nào nhấn và kéo rồi đặt lại vị trí của Sharp Vector trong Photoshop. Bình thường thì chúng ta sẽ chọn câu nào? Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ chọn công cụ Move Tool. Nhưng mà đối với lại cái mà người ta đang nói là vector, sharp vector, thì chúng ta sẽ chọn là past selections. Đấy, như vậy các bạn chọn net. Wow, thầy giỏi quá ha.
Chúng ta có 100 điểm, chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi này. Net có thể sử dụng phím tắt nào để thay đổi lại chế độ hiển thị screen mode trong quá trình làm việc với Photoshop? Cái này trong video có không ta? Các bạn nhớ xem kỹ nhé. Thầy giả sử thầy không có xem kỹ và thầy chọn một phím mà thầy nghĩ nó là đúng, net. Còn thế nào nhé? Wow, lại đúng nữa rồi, thầy quá. Tiếp tục nha. Rồi, như vậy chúng ta chọn nét và tiếp tục là chuyện gì xảy ra đây? Như vậy thì cái đoạn video chúng ta lại làm việc với cọ vẽ, tùy chọn nào sau đây có tác dụng thay đổi độ cứng của cọ. Wow, độ cứng, cứng là gì các bạn? Cứng là harsh. Vậy thì trong này chúng ta thấy gì? Hardness. Hardness. Chúng ta thử nha. Submit. Wow, thoáng thôi mà. Mò thôi cũng đúng nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ xem những cái đoạn mà người ta đang cố tình cho các bạn thấy ha. Rồi, chúng ta bản nào trong Photoshop tạo ra một mẫu đoạn văn bản. Văn bản là gì nè? Văn bản trong này nó không có text, nó chỉ có character và paragraph. Như vậy hai cái paragraph chúng ta chọn thử ha, chọn thử một trong hai cái. Wow, sai rồi. Như vậy thì có phải style không? Wow, như vậy các bạn thấy là cho phép chúng ta củng cố kiến thức. Ok, và bây giờ tiếp tục nữa là gì nào? Công cụ select, người ta đã thiết lập lại, người ta sẽ bookmark lại cho các bạn những cái đoạn video mà các bạn cần lưu ý. Như vậy các bạn xem, nhìn hình ha, nhìn hình toán câu hỏi, xem thử người ta muốn hỏi các bạn cái gì. Đây, đây có gì? Có vùng chọn nè, đấy, rồi có cái công cụ chọn nè, thì chắc là tí nữa người ta sẽ hỏi về cái vấn đề chọn nha, chọn đối tượng. Đấy, thấy chưa? Người ta đã hỏi các bạn là chọn nè. Trong bảng công cụ nào giúp tạo vùng tròn hình chữ nhật, hình bầu dục hay đơn, hàng đơn hay hàng cột đơn? Vậy các bạn sẽ chọn công cụ là gì? Cái nào mà liên quan đến chữ nhật hoặc là hình bầu dục? Wow, cái nào? À, các bạn thấy hình chữ nhật. Wow, giỏi quá. Tiếp tục nhé. Để xem thì đến bao giờ thì nó sẽ kết thúc đây. Đến bao giờ kết thúc? Bạn có ý kiến về bài giảng và câu hỏi hay không? Các bạn có thể bài giảng hay quá. Bài giảng của hay quá. Nhưng mà cái này là khen cái thầy đang giảng chứ không phải là khen thầy nhé. Khen cái thầy mà trong video đấy. Và các bạn đặt một câu hỏi ABC nào đấy cho giảng viên, tức là đặt câu hỏi thì đặt trực tiếp cho thầy, nhưng mà khen là khen cái người đang giảng cho các bạn đấy. Như vậy là chúng ta đang làm cái bài online số 1. Submit. Rồi, tuyệt vời. Bạn có điểm là 100. Điểm tối thiểu là 75. 75% mới được nha các bạn. Còn nếu mà các bạn làm 5 điểm và 6 điểm, 7 điểm là không ổn đâu nhé. Các bạn phải làm đạt 75% mới đạt. Đấy, cho nên là các bạn cần phải chú ý giùm thầy. Thôi mình hết đi, đừng có làm lại. Mình hết đi, kết thúc bài học. Như vậy là mình đã xong được cái bài học online của các bạn. Rồi, như vậy là bài học online đầu tiên mà thầy đã hoàn thành. Cái phần bài học đầu tiên, và thầy sẽ tiếp tục xem thử là chúng ta sẽ làm gì nữa nhé. Như vậy sau khi các bạn học bài học online rồi đó, thì trong cái phần mà kho học liệu đó các bạn, thì các bạn vào cái buổi số 2 nè, tức là trước khi học buổi số 2 đó, thì nó có cái phần là PS Photoshop 01 lesson và PS 02 lesson, thì thầy đã tải cái bài về đó rồi. Đấy, thầy tải cái bài về đây. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là các bạn tải về,
và các bạn có thể là giải nén ra. Đó, lít chuột phải các bạn chắc đấy. Như vậy các bạn thấy là phải cái gì đây? Ồ, mình xem thử là cái gì. Người ta cho nè, đó, người ta cho cái hình mẫu nhé. Rồi sau đấy người ta sẽ cho mình một cái bài mà hoàn thành dance, bài hoàn thành. Ồ, đẹp quá. Như vậy thì mình đã xem cái video rồi, bây giờ mình thử xem là mình sẽ làm giống cái hướng dẫn như thế, và các bạn sẽ tự tạo ra một cái file mới giống như hôm trước kết hợp với cái bài tạo file mới của thầy, và kết hợp với cái đoạn video mà các bạn vừa xem để các bạn tạo ra cho thầy cái phần này. Và các bạn nhớ lưu với cái tên, các bạn sẽ chọn new nhé, các bạn new, và các bạn theo cái PS0101. Ok. Đó. Và các bạn sẽ làm ra, các bạn sẽ copy, các bạn paste vô đây cái bài mẫu nè, Ctrl A đi, Ctrl C, giả sử như vậy, Ctrl V, và các bạn làm tiếp. Rồi sau đấy các bạn sẽ chọn save. Rồi các bạn chọn save, và các bạn sẽ chọn vô máy của mình một cái thư mục nào đấy là của riêng bạn nhé. Thầy giả sử là FPT, thầy tạo theo cấu trúc của hôm trước mà chúng ta đang sử dụng nè, PS đi, 09090765, ok, với lại cái tên mà số sinh viên họ tên là Trần Quang Bình, rồi chỗ này là online 1. Thay vì lab 1 thì các bạn sẽ để cho thầy là online 1 để thầy biết được là cái bài này là bài online của các bạn. Ok, các bạn save lại. Nhớ là save của tôi là PSD nhé. Sau khi chúng ta save lại xong thì các bạn sẽ vào hệ thống của chúng ta, các bạn nộp bài nào. Các bạn nộp bài online và các bạn chọn hand in, các bạn tải cái file đó lên, cái file mà chúng ta lưu lúc nãy đó, lưu đâu nhỉ? Đi FPT rồi, ok, Trần Quang Bình online đấy. Như vậy các bạn tải xong nhớ để cho nó báo là hoàn thành đã nha, success. Nó báo hoàn thành rồi chúng ta mới kết thúc nhé, đừng có vội vàng gì cả đấy, nó tự động nó kết thúc, đừng có cancel. Có một số bạn là nó chưa tự kết thúc mà mình đã cancel rồi. Như vậy là thầy đã nộp bài xong rồi, rất là ok, trước khi mình kết thúc buổi học đấy. Và có một cái nữa là thầy sẽ nhờ các bạn nộp một cái bài là bài làm trên lớp. Cái này là bài online nè. Còn bài này làm theo lab nè. Rồi thầy sẽ mở thêm một cái kênh nữa và các bạn sẽ làm trên lớp. Hôm trước thầy hướng dẫn cho các bạn cái đoạn video đấy thì các bạn sẽ làm thêm. Và chú ý là trong cái Facebook thầy đã chia sẻ một cái thư mục mà chúng ta có thể gọi là tham khảo để các bạn làm bài thêm. Tham khảo thì các bạn làm bài thêm, một cái thư mục để các bạn tham khảo nhé. Như vậy thì trong này nó sẽ có rất là nhiều cái bài tập mà chúng ta sẽ cùng làm. Ví dụ thao tác rồi cùng chọn, hôm trước là mình làm này nè, cùng chọn ghép một. Ghép một ở đây các bạn. Trên này thấy ok, này đẹp trai quá. Rồi chúng ta qua ghép hai xem thì cái gì. Như vậy các bạn thấy ở nhà các bạn có thể tự làm và các bạn upload lên đó cho thầy. Thì với cái dạng bài tập này thầy sẽ chỉ yêu cầu các bạn làm lại cái bài mà thầy hướng dẫn. Còn những cái bài khác thì các bạn mong muốn mình học nhanh hơn, mong muốn mình học tốt hơn, rồi các bạn mong muốn trau dồi được cái kỹ năng của mình thì các bạn nên làm và các bạn upload lên luôn. Thầy sẽ không giới hạn cái số file các bạn upload, mà chủ yếu là các bạn sẽ lưu với lại cái cấu trúc là mã số sinh viên rồi họ tên. Ví dụ các bạn sẽ lưu với cho thầy với một cái cấu trúc là với cái dạng bài tập làm thêm này nè,
thì các bạn sẽ lưu cho thầy là mã số sinh viên, họ tên, sau đó thì các bạn sẽ gõ làm thêm thì các bạn sẽ lưu theo cái cấu trúc này. Ví dụ như là vùng chọn là thầy lưu là số 2, rồi ở trong này nó có ghép 1, ghép 2, ghép 3, layer thì thầy có là layer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy layer là số 3. Như vậy các bạn sẽ có thể lưu là họ tên là làm thêm đi ha. Làm thêm 2.1. 2.1 là thầy sẽ nhìn trong cái bảng này, thầy sẽ biết là các bạn làm ở bài vùng chọn và bài thao tác 1. Đấy, như vậy đối với lại những cái bài mà thầy đã hướng dẫn các bạn thì thầy yêu cầu là các bạn phải làm lại. Còn những bài khác ví dụ như là 2.2 rồi 2.3 thì thầy khuyến khích các bạn làm càng nhiều càng tốt để mà mình mới nâng cao được cái kỹ năng của mình. Đấy là về cái phần là các bạn làm bài. Với buổi 2, buổi 3 thì chúng ta sẽ có lab và các bạn sẽ tải mấy cái lab này về. Như vậy trong cái lab này có cái gì? Thì lab này nó cũng có tài nguyên nè, có cái để mình làm đấy. Rồi trong lab này người ta có hướng dẫn cho mình. Đó, lab 1 có hướng dẫn cho mình làm về cái gì. Ví dụ như là làm về fill là tô màu, rồi tạo hình vân vân. Rồi đấy, người ta đã hướng dẫn cho mình đấy. Như vậy mình sẽ xem trước cái lab để rồi đến ngày thực hành mình sẽ làm cho nó nhanh. Thầy lên thầy chỉ trao đổi với các bạn thôi. Như vậy với những cái buổi học đầu tiên là các bạn làm quen với hệ thống, làm quen với môn học là chính. Thì trong những buổi sau thầy sẽ chia các bạn ra một số cái công việc, một số group, và các bạn về các bạn sẽ xem cái bài học online của mình. Sau đấy thì chúng ta sẽ có trao đổi nhóm, tức là các nhóm lên sẽ cùng trao đổi với nhau xem thử là tự học như thế nào về cái vấn đề đấy, rồi những nhóm khác sẽ cùng bàn luận đến cái nội dung mà một nhóm nào đó trình bày, rồi sau đó thầy sẽ cùng hướng dẫn các bạn để lĩnh hội cái kiến thức của môn học của chúng ta một cách tốt nhất. Thì hy vọng với cái chia sẻ của thầy sẽ giúp các bạn hình dung được là cái blended learning nó sẽ như thế nào, tức là nó kết hợp giữa sự tự học của các bạn và kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, giúp cho các bạn lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất. Và cuối cùng thầy nhắc nhở các bạn là các bạn cần phải đăng ký cái kênh YouTube của thầy để cập nhật được những cái video, những cái hướng dẫn mà mới nhất, nhanh nhất đến liên quan đến cái môn học của chúng ta. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe và học tập đạt được kết quả tốt nhất. Cảm ơn.